Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, không giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường. Chào bạn nữ và cùng toàn thể mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đăng Tuấn, sinh năm 1997, quê ở Thanh Hóa và hiện tại thì đang làm việc ở Trung đoàn 97 ở thành phố Cần Thơ. Em ở Cần Thơ với ai? Dạ em ở... Ở trong quân đội luôn? Dạ trong quân đơn vị luôn. Rồi xin mời bạn bên đàn gái. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh em kế bên. Em tên là Thanh Thanh, năm nay em 23 tuổi. Quê em ở Quy Nhơn. Em mới vô Sài Gòn được 3 tháng ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại công ty quảng cáo. Và bây giờ em đang sống ở Thủ Đức ạ. Như vậy là gái là hơn đàn trai. Tuổi thì không biết bạn trai có e ngại gì không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác chị ạ. Rồi vậy hết dạ. Tự tin lên nha anh. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một người có trách nhiệm, tính tình thì hiền lành và có biết nấu ăn nữa. Biết nấu ăn. Dạ. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là em ít nói. Một cái nữa là thẳng tính. Nói đúng hơn là thẳng tính nhỉ? Thẳng tính, ít nói. Rồi, mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn khá là ổn. Em có trách nhiệm trong công việc. Nói chung là mọi việc mà em làm thì em sẽ đều làm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt. Em là một người lạc quan, vui vẻ. Luôn nghĩ theo những điều... Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em thì đôi khi là em hơi tự ti. Tự ti về cái gì? Tự ti về ngoại hình, bản thân thôi chị. Với lại em cũng hơi ít nói. Trời ơi, hai người người nào cũng ít nói hết, làm sao hiểu nhau? Phải cởi mở ra, phải nói chuyện thì mới hiểu được nhau chứ đúng không? Dạ. Tình trường thì sao nè? Em trai trải qua mấy mối tình rồi? Em thì năm cấp 3 thì cũng có thích một người. Có thể gọi là tình yêu dấu kín rồi ạ. Còn kiểu mà tình yêu mà hai người đến với nhau thì chưa có mối tình nào. Vậy là đơn phương thôi phải không? Em yêu người ta đơn phương chứ gì? Dạ. Mà em có thổ lộ cho cô biết không? Dạ không luôn chị. Ít nói mà làm gì có thổ lộ đúng không? Kéo dài mối tình đó bao lâu? Dạ cũng gần 3 năm chị ạ. Trời đất ơi, 3 năm yêu mà không dám nói. Hôm nay yêu có nói không? Dạ có chị. Có nha, một chút nữa mà yêu là phải nói nha. Không nói nữa là mất cơ hội luôn á. Bạn gái sao em? Tình trường như thế nào? Dạ em trải qua một mối tình chị. Em quen được gần 3 năm và chia tay cũng gần 1 năm. Cũng quen 3 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Có lẽ là trong quá trình quen thì có những cái mâu thuẫn mà hai bên không có giải quyết đó chị. Im lặng dần dần thì kiểu càng ngày càng xa nhau. Coi như là không có một cái nguyên nhân chính mà tại vì mình do mình không chia sẻ nhiều cho nên đó em thiếu thấy sự chia sẻ. Em thấy cái sự chia sẻ nó rất là quan trọng. Dạ. Mà muốn chia sẻ là phải nói, không nói làm sao chia sẻ. Dạ. Đúng không? Cho nên mình rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau của mình nó được tốt hơn. Đồng ý không? Dạ. Bây giờ em gái, bây giờ em thích người đàn ông như thế nào để xem giống mình đàn trai không? Chào em. Dạ em thích người đàn ông cao to một xí. Cao to chút xíu. Cái này chắc cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi. Vừa người thôi. Dạ với lại dễ thương. Dễ thương, có dễ thương, hiền lành. Nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt. Bên đây nấu ngon. Anh thấy đưa ra những tiêu chí đó thì đàn trai có thể đáp ứng được 90% trở lên. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích thì em không thích lăng nhăng. Rồi đi làm dâu được không? Dạ được chị. Được ha. Tốt. Chào em, trời dễ thương quá ha. Rồi em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thích thì là em muốn một cô bạn gái là biết quan tâm, biết chia sẻ. Còn về ngoại hình ấy thì không thấp quá, càng xinh càng tốt. Càng xinh càng tốt, dạ. Đơn giản. Em nói cụ thể công việc hồi nãy em ở trong quân đội là em làm công việc gì? Em thì được phân công vào trong xưởng bảo dưỡng kỹ thuật. Thì công việc chủ yếu là bảo dưỡng. Thông điện, kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc những cái thiết bị vô tuyến điện tử. Suốt ngày làm việc với máy móc không vậy hả? Dạ. Hơi khô khan. Dạ. Mình ướt át lên chút xíu. Tại vì mình trẻ mà, mấy cô gái trẻ bây giờ là thích được chiều chuộng, thích được ngọt ngào. Cho nên cố gắng một chút xíu ha. Dạ. Bạn trai rất dễ thương, rất là cu te. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời tư vấn từ bên đàn trai trước nha. Mời đại diện đàn trai. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Thanh Thanh và xin chào
đại diện nhà gái và quý vị khán giả trong trường quay. Thì về nhìn nhận đánh giá riêng về chỗ chỗ em Tuấn á, thì trong quá trình công tác thì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Tuấn thì rất là thẳng thắn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Ưu điểm nữa là bạn biết nấu ăn. Nhìn nhận đầu tiên của anh là hai người chiều cao là rất hợp nhau là những thứ nhất. Thứ hai là biết cùng nấu ăn, là cùng sở thích. Anh nghĩ là hai bên sẽ nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và chúc hai em sẽ tiến tới xa hơn. Cảm ơn đại diện đàn trai. Mời đại diện đàn gái. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và chị của em. Ồ, với lại một anh đồng nghiệp. À, cho chị gặp mẹ em trước nha. Dạ, chào cô. Chào anh chị Quyền Linh và anh chị Cát Tường. Chào toàn bộ khán giả trong phiên trường. Chào phía Đăng Nam. Tên tôi là Phạm Thị Tình, mẹ của Thanh Thanh. Thanh Thanh ở nhà thì cũng hiền, nói chung công việc gì cũng làm được hết. Con bạn Nam bên đây thì mẹ thấy cũng được con. Cô hỏi chút giờ thử con lấy vợ thì con lập nghiệp ở đâu? Con đã được phân công về Cần Thơ làm việc thì con sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ. À, con lập nghiệp ở trong Nam đây luôn hả? Dạ. À, cuối cùng thì cô cũng chúc cho chương trình càng ngày càng phát triển thôi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Rồi, anh muốn qua bạn. Xinh xinh nhỏ nhỏ giống nhau ha. Khi mà mở rào ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. Công việc của em thì bây giờ hiện tại thì đang đi làm. Thì thứ bảy, thứ nhật mình được nghỉ đúng không? Dạ đúng ạ. Không biết là anh làm trong đó thì có thời gian nghỉ không ạ? Có thời gian để ra ngoài? Anh làm trong đấy thì cuối tuần thì thứ chủ nhật thì anh cũng được nghỉ. Dạ, vậy thì mình hẹn hò thì như thế nào? Anh có sắp xếp được thời gian không? Anh nghĩ là nếu mà chúng mình tiến tới hẹn hò ấy, thì anh sẽ trình bày với về phía đơn vị. Thì về phía đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cuối tuần thì chúng mình có thể được gặp nhau. Dạ, với lại em có một câu hỏi muốn hỏi là nếu như mà trong lúc mà quen nhau á, thì ví dụ có những cái mâu thuẫn hay là cãi nhau gì đó mà em im lặng thì anh sẽ làm gì để em em vui vẻ trở lại? Anh sẽ trình bày nói ra cái thật lòng của mình là muốn em vui vẻ hơn. Thí dụ giờ coi cổ đang giận đi, em hành động gì? Có tài lẻ gì không? Có cách hát, nào? Thí dụ vậy chẳng hạn. Nào, em sẽ hát cho cô ấy nghe. Em sẽ hát bài Suy Nghĩ Trong Anh. Ta giận đến gần gần hát. Tuấn đến gần gần hát. Đúng rồi đó. Gần gần đó. Nhìn cổ Tuấn bắt đầu. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Em đứng em hát vậy tới sáng ta cũng hết giận đứng sùi lơ. Hát vậy sao? Hát phải thể hiện thế nào chứ? Có thể nắm tay nói chuyện gì đó em. Ra đừng nắm tay luôn à? Ừ, được. Nắm tay hát luôn. Nắm luôn đi Tuấn. Quay mặt phía trước. Thôi anh sẽ hát lại. Dạ. Đi qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đấy cô ấy cười rồi. Đó, cười rồi đó, được rồi đó. Thấy chưa Tuấn? Dạ. Mạnh mẽ ta nắm tay chứ đưa hát sùi lơ. Rồi, bạn gái có muốn hát đáp lại cho ảnh không nè? Dạ, có chị, em rồi. Có chuẩn bị một bài hát. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xuân vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy hay đêm chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là em thì ai để em đưa anh về. Một tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby.
lại làm chồng em nhé baby. Ý anh sao? Ý anh sao? Ý anh sao? Anh đồng ý. Hả? Anh đồng ý. Nhìn kia kìa. Đồng ý nhìn đây. Anh đồng ý. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đi. Em nói một câu gì với cô ấy. Sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Khi mà bức rèm này kéo ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Và anh dám chắc với em rằng anh sẽ làm được nhiều hơn những gì em thấy trên sân khấu. Và nếu em cho chúng ta một cơ hội thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói là sự thật. Hay. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút quan trọng. Chúng ta cũng đã có ít phút để trao đổi. Có thể không hiểu được hết, nhưng phần nào cũng cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không, có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Và khi chúng ta quyết định bấm nút, có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, là trao cái duyên cho người đối diện. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai. Hôm nay có mẹ của bạn gái. Mình hứa với mẹ điều gì đi. Rồi xin mẹ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi. Con cũng xin phép cô cho con cùng với bạn được hẹn hò với nhau. Và con hứa với cô thì con sẽ không làm cho bạn buồn. Được, hai con cứ tiến hành thôi. Tiến hành thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp gỡ tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Đẹp trai mà.